Rumat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong suốt năm học cấp 3 này. Và trong năm 2019 này thì mình sẽ ra thêm một chuyên mục mới, đó là chuyên mục Sai lầm ở đâu. Ở trong chuyên mục này thì mình sẽ đưa ra các bài toán và kèm theo đó là lời giải. Tuy nhiên thì những lời giải đó sẽ bị sai ở một lỗi nào đó. Và mình rất cần các bạn là có thể là nhận biết được lỗi sai lầm đó là ở đâu. Và trong video đầu tiên của ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn một bài toán giải phương trình lượng giác. Ở bài toán giải phương trình lượng giác này thì ngay cả bản thân mình cũng đã từng sai lầm một lần. Và mình thấy bài này rất là hay, do vậy mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Hy vọng là qua bài này các bạn sẽ không sai lầm giống như mình nữa nhé. Đây là một bài toán giải phương trình lượng giác có dạng là A sin alpha cộng B cos alpha bằng C. Thì ở dạng này thì trong sách giáo khoa đã chỉ rất là rõ. Thì các bạn có thể theo dõi phương pháp làm nhanh ở hình sau. Ở phần này thì mình sẽ không nhắc lại nữa nhé. Rồi đầu tiên thì các bạn thấy ở đây A sẽ là 1 trừ căn 3 và B sẽ là trừ 1 trừ căn 3. Như vậy thì A bình cộng B bình ở đây sẽ bằng là 2 căn 2. Như vậy thì mình sẽ chia 2 vế cho 2 căn 2. Phương trình sẽ tương đương là 1 trừ căn 3 trên 2 căn 2 sin 2x cộng cho trừ 1 trừ căn 3 trên 2 căn 2 cos 2x và bằng là trừ 1 cộng căn 3 trên 2 căn 2. Như vậy dùng máy tính lẫn ship code thì ta sẽ đưa được 1 trừ căn 3 trên 2 căn 2 về cos của 7pi trên 12. Và tương tự như vậy thì trừ 1 trừ căn 3 trên 2 căn 2 sẽ bằng là sin của 7pi trên 12. Và trừ 1 cộng căn 3 trên 2 căn 2 sẽ bằng là sin của pi trên 12. Như vậy tương đương ta sẽ có được là sin của 2x cộng 7pi trên 12 bằng là sin của pi trên 12. Từ đây tương đương 2x cộng 7pi trên 12 thì bằng là pi trên 12 cộng cho k2pi. Và 2x cộng 7pi trên 12 thì bằng là 11pi phần 12 cộng k2pi. Từ đây tương đương là 2x sẽ bằng là trừ pi trên 12 cộng cho k2pi. 2x bằng pi trên 3 cộng k2pi. Và tương đương là x sẽ bằng là trừ pi trên 4 cộng kpi. Hoặc là x bằng pi trên 6 cộng kpi. Tới đây thì theo thói quen thì mỗi lần mà mình giải phương trình thì mình hay dùng lệnh CLC để thử trên máy tính để có thể thử lại nghiệm coi mình đã giải chính xác chưa. Đầu tiên mình sẽ thử nghiệm x bằng trừ pi trên 4 ứng với k bằng 0. Thì như vậy mình đã thấy được rằng kết quả là hoàn toàn chính xác. Tiếp đến là mình sẽ thay x bằng pi trên 6 ở dạng nghiệm thứ 2 với k bằng 0. Thì như vậy mình thấy là đáp án bị sai, như vậy không phải là nghiệm. Như vậy sai lầm của bài toán này nằm ở đâu? Và cách khắc phục nó như thế nào? Các bạn hãy chỉ ra lỗi sai ở phần bình luận ở bên dưới nhé. Video sau thì mình sẽ trả lời cho các bạn về lời giải của bài này. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lời giải tiếp theo.